Ok rồi anh em, và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mika Tao đây. Ok, và trước khi mà vào với video thì mình xin chúc cho tất cả bạn đang xem được cái video này của mình sẽ có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ và thoải mái bên gia đình và người thân nhé các bạn ơi. Rồi, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục là hướng dẫn cho các bạn cái cách để làm sao chúng ta có thể nhận được dụng book miễn phí các bạn nhé. Rồi, thì mình sẽ đố các bạn 3 giây cái hiện tại mình đang cầm trên tay là trái gì các bạn nhé. 3, 2, 1. Ok, và như vậy là chắc hẳn các bạn đều đã có đáp án rồi đúng không? Hiện tại thì mình đang cầm trên tay trái Leopard nha mọi người ơi. Ngày hôm qua thì mình cũng đã tặng cho hơn 10 bạn fan của mình 10 trái Leopard anh em ơi. Đấy, hiện tại thì mình chỉ còn có 7 trái thôi. Và ngoài ra nếu như mà các bạn muốn nhận được quà và nhận được giúp của trên kênh của mình thì anh em nhớ là phải like video, đăng ký kênh và sau đó bình luận cho mình cái tên game của bạn xuống cái phần bình luận thì mình sẽ đọc và mình sẽ tặng quà cho mọi người nha. Rồi, và ngày hôm nay thì mình cũng mới làm ra được một con app mới để cho giúp cho anh em có thể nhận được giúp phí. Và đường link tải app thì mình sẽ để đường link dưới phần mô tả và cái phần bình luận cho anh em nhé. Nói chung là app thì nó cũng rất là nhẹ, nó chỉ quanh quanh đâu đó khoảng tầm 4-5 MB thôi anh em ơi. Và mình sẽ ghim cái đường link ở dưới cái phần bình luận cho anh em ấy. Anh em chỉ cần kéo xuống anh em sẽ tải luôn mọi người nhé. Rất là đơn giản thôi. Thì xíu nữa mình sẽ hướng dẫn anh em sau nha. Rồi, và trong video này thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách làm sao chúng ta có thể làm được giúp book giá rẻ, uy tín và chất lượng cho anh em nhé. Có nhiều bạn hỏi là anh ơi, cách làm thế nào để chúng ta có thể làm được giúp book mà nó vừa rẻ là giúp book nó về nick vừa nhanh. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn ở trong video này thôi anh em ơi. Tại vì là những video trước mình cũng có hướng dẫn rồi nhưng mà nhiều anh em chưa làm được. Thực ra thì nếu mà anh em làm giúp book chính hãng ấy thì nó về link rất là nhanh nhưng mà cơ bản là giúp book này nó rất là đắt anh em ạ. Còn nếu mà anh em lập giúp book 72 giờ thì nó về link rất là lâu. Còn một số trường hợp thì giúp book nó còn không về link cơ anh em ơi. Đấy, ví dụ như là trường hợp anh em rút giúp book ở trên shop những cái youtuber khác ấy thì thực sự là đấy là những cái giúp book mà anh em nói chung là giúp book 72 giờ. Đấy, có nghĩa là từng đấy thời gian thì nó mới vào cho nick của anh em. Còn nếu mà anh em muốn lập giúp book mà nó vào nick anh em luôn ấy thì anh em phải đưa cho họ tài khoản và mật khẩu anh em. Nói chung là nếu mà vào cái shop uy tín thì không sao, còn vào những cái shop mà kiểu như là giúp nó đào lửa này kia thì anh em sẽ mất luôn con nick. Đấy, rất là đen anh em nhá. Vừa mất tiền vừa mất nick thì rất là buồn luôn. Rồi, và vì vậy thì trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em một cái trang để giúp cho chúng ta có thể làm được giúp book. Và mình cũng sẽ khuyến cáo anh em luôn là làm giúp đấy thì chắc chắn nó sẽ khóa nick anh em nhá. Cho nên là anh em lên làm giúp book bằng cái nick phụ của anh em và sau đó anh em sẽ tặng quà sang cái nick chính của anh em thôi nha anh em ơi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào video hướng dẫn anh em cái cách để chúng ta có thể làm được giúp lậu nha anh em ơi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái trang lạp giúp lậu. Theo bản thân mình đánh giá thì khá là uy tín và giúp book thì về nick rất là nhanh các bạn nhé. Rồi, thì trước khi mà nạp ấy thì mình sẽ cho các bạn xem qua cái phần mệnh giá nạp nhé. Đầu tiên khi mà nạp 50k thì các bạn sẽ nhận được cho mình là 4.500 giúp book. Và nếu mà các bạn là 100k thì các bạn sẽ nhận được là 22.500 giúp book. Đấy, rất là ngon các bạn nhé. Rồi, thì nói chung là đây một cái tài khoản mình thấy là đây là một cái trang web lạp giúp book mình thấy nó rất là ngon. Tại vì là mình đã sử dụng phải được hơn một năm nay rồi các bạn ạ, không gặp bất cứ một cái vấn đề gì cả. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái thẻ Viettel 50k nha các bạn. Rồi, đây mình sẽ chọn thẻ 50k này. Bây giờ thì mình sẽ copy cái mã thẻ và cái số seri thẻ nha các bạn ơi. Ok, bây giờ thì mình sẽ dán cái mã thẻ này. Tiếp theo là cái số seri thẻ nha các bạn. Rồi, đây, số seri thẻ này. Tài khoản game của các bạn thì các bạn phải nhập đúng cái tài khoản game của các bạn nhá. Ok, GX Roblox. Rồi, sau khi mà đã nhập đầy đủ thông tin thẻ, mệnh giá thẻ và tài khoản game của các bạn rồi nhá, thì bây giờ các bạn sẽ kiểm tra lại thông tin cho mình và sau đó thì các bạn sẽ ấn cho mình chữ nạp thẻ nhá. Ok, các bạn đợi một xíu nha. Ây trời ơi, lâu quá các bạn ơi, mình nhập nhầm ấy. Rồi, thì như vậy là hệ thống đã thông báo là mình đã làm thành công rồi. Bây giờ thì các bạn cùng mình quay trở lại game để mình kiểm tra xem là mình có nhận thành công là 4.950 Robux không nhé các bạn ơi. Ok, và hiện tại thì mình đang có mặt ở trong cái con nick của mình rồi. Hiện tại thì nick của mình đang sở hữu là 13.609 dấu bút. Bây giờ thì mình sẽ đợi một xíu. Và sau khi mà cộng ấy thì 13.609 dấu bút cộng thêm là 4.950 dấu bút thì đâu nó sẽ rơi vào khoảng là 18.000
khoảng 18.500 robot các bạn ạ. Tầm đấy, mình dự đoán là vào tầm đấy. Mình đang tính đây là tính ở trong đầu thôi. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ đợi một xíu các bạn nhé. Thì cho là robot nó loát cho nó vào trong nick của mình ấy. Tại vì robot này là robot chính hãng ấy, cho nên là vào nick rất là nhanh các bạn ạ. Rồi, mình sẽ đợi lại nhé. Từ từ để mình reset lại này. Rồi, đấy và như vậy thì robot nó đã vào trong nick của mình rồi các bạn ơi. 18.559 robot. Đấy, đúng như gì mình nói luôn. Rồi, thì rất là ngon các bạn nhá. Và cái trang lạp robot này thì mình sẽ để đường link dưới phần mô tả và cái phần bình luận cho các bạn nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Thì mã code thì mình sẽ để ở trên màn hình cho các bạn xem luôn nha. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp các bạn ở những video sau của mình nha. Bye bye mọi người. Rồi, ok anh em. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cái con app để mà anh em có thể nhận được robot miễn phí các bạn nhé. Và đường link tải app này thì mình sẽ để link vào mô tả và cái phần bình luận cho anh em nha. Rồi, sau khi mà tải app và cài đặt được app vào máy rồi, bây giờ anh em truy cập vào trong app và bây giờ anh em sẽ tiến hành là làm các bước như mình nhé. Đầu tiên anh em sẽ click cho mình vào ba mục đăng ký kênh, like và comment nha anh em ơi. Tiếp theo anh em sẽ chọn cho mình những cái phần quà mà anh em muốn nhận. Ở trong này thì tối đa các bạn chỉ được nhận 2 phần quà thôi. Thì mình sẽ chọn là 200k robux, tiếp theo là mochi v2 nhé anh em. Rồi ở đây anh em sẽ tiến hành là nhập tên game của anh em vào cho mình đó, thì mình sẽ nhập cái tên game của mình vào nhé các bạn. Rồi và sau khi mà nhập tên game của bạn xong đúng không, các bạn thấy không, nó sẽ bắt các bạn phải xác nhận 2 lần nhá. Rồi mình sẽ xác nhận lần 1 này, ok, các bạn sẽ ấn cho mình vào nút đăng ký kênh. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào quả chuông thông báo tất cả và chọn sang video mới nhất và ấn like video rất là và sau đó thì bình luận đấy, ở phía dưới các bạn nhé. Đấy, chúc anh em đẹp trai. Để các bạn chúc lời chúc gì mà nó khác khác một tí các bạn nhé. Các bạn đừng có chúc giống mình nhá. Phải like đăng ký kênh và comment ở phía dưới các phần bình luận. Đấy, thì mình sẽ đọc và sẽ tặng qua cho mọi người nhá. Rồi, sau khi mà xác nhận lần 1 xong, bây giờ thì các bạn sẽ xác nhận lần 2. Ok, ở đây thì các bạn cũng sẽ ấn đăng ký kênh và chọn vào quả chuông thông báo là tất cả, chọn sang video mới nhất. Ok, video mới nhất của mình đây, ấn like video. Và ở kênh này thì các bạn sẽ bình luận khác nhá. Cảm ơn anh em đã nhận làm thành công rồi nha các bạn. Đó, ok. Và các bạn nhớ là phải bình luận khác mình nhá. Nhưng mà mỗi kênh thì các bạn sẽ bình luận khác nhau nhá. Rồi, và sau khi mà bình luận xong thì bây giờ anh em chỉ cần đợi cho mình khoảng từ 15 đến 24 giờ thì robot và những cái phần quà các bạn chọn sẽ chuyển vào trong nick của mọi người nha. Ok, và đường link tải app thì mình sẽ để dưới mô tả cái phần bình luận cho anh em nhé. Còn bây giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp anh em ở những clip lần sau của mình. Bye bye anh em nha.